Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thông tin về việc lo hậu sự cho Nguyễn Phú Trọng. Ngày 18 tháng 7, một nguồn tin nội bộ cho thời báo chấm đề hay. Ngày 15 tháng 7, Thiếu tướng Lê Hữu Sông, Giám đốc Bệnh viện 108, Ban bảo vệ sức khỏe Trung ương và các bác sĩ Trung Quốc cùng hội chẩn và kết luận Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chết não. Ông Lê Hữu Sông đến số 05 Thiền Quang, nơi bà Ngô Thị Mận, vợ ông Nguyễn Phú Trọng cư trú, ông song thông báo cho gia đình chuẩn bị tinh thần xác định việc lo hậu sự cho ông trọng dự kiến của nhà nước là muốn chọn đỉnh núi thạch bàn thuộc tỉnh vĩnh phúc làm nơi an táng cho ông nguyễn phú trọng tức tam đảo còn được gọi là ba gò hay tên gọi khác thạch bàn thiên thị và phù nghĩa nếu những ngày thời tiết đẹp đứng trên đỉnh núi này có thể nhìn thấy rõ toàn bộ nội thành hà nội và đây là hình tổng trọng trong lần xuất hiện cuối cùng trước truyền thông nhưng bà Ngô Thị Mận và con gái đầu Nguyễn Kim Ngọc từ chối và muốn đưa bố về xã Đông Hội, huyện Đông Anh chôn cất, bà nói. Khi khỏe, ông nhà tôi nói làm quan chức nhà nào to, dành ở, khi chết còn dành đất của dân để xây lăng mộ, đời sau con cháu nó nguyền rủa. Bà nói thêm, sống đừng để phải xót xa, ân hận, về với các bụi lại càng phải giản dị và khiêm tốn. Chúng ta biết khu mộ cố chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, rộng khoảng 55.000m2, tức là 5 hecta rưỡi, khoảng 15 mẫu bắc bộ, với gần 7.000 cây xanh các loại. Theo nhận định của các bác sĩ tại Bệnh viện 108, thì khả năng tiếp tục sống thực vật của ông Nguyễn Phú Trọng rất thấp. Sau khi ông Trọng chết, ai sẽ thay ông ta? 70% người dân Việt sẽ nghĩ ông Tô Lâm và 30% phán đoán ông Phạm Minh Chính sự thật là dân Việt Nam không có quyền thích hay ghét lãnh đạo, họ chỉ có quyền chấp nhận và khen tốt. Bên cạnh nguồn tin của Thời báo chấm d cũng trong ngày 18 tháng 7, BBC Tiếng Việt nêu vấn đề Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yếu đến mức nào mà Chủ tịch nước Tô Lâm phải điều hành đảng. BBC cho biết một số nguồn tin giấu tên từ Hà Nội tiết lộ với họ rằng ông Trọng đã rơi vào hôn mê sâu từ chiều hôm qua ngày 17 tháng 7. BBC lưu ý rằng ông Trọng đã vắng mặt gần một tháng nay Lần cuối ông xuất hiện trước công chúng là vào ngày 20 tháng 6 khi tiếp Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội. Nhưng bất chấp những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Trọng, báo chí Việt Nam vẫn im lặng trong khoảng thời gian qua. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm, người được chỉ định làm thay vai trò của Tổng bí thư. BBC dẫn thông báo của Bộ Chính trị, theo đó Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn điều hành các hoạt động của đảng, thay vào đó là chủ tịch nước Tô Lâm và nhận định thông báo chính thức của đảng về tình hình sức khỏe của tổng bí thư là một hành động hiếm hoi vì vậy có thể thấy ông trọng đang trong tình trạng nguy kịch bbc phân tích thêm tính nghiêm trọng của vấn đề được thể hiện qua thông báo nêu trên cùng với lời kêu gọi toàn đảng toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước tăng cường đoàn kết thống nhất chung sức đồng lòng về việc chọn người điều hành thay thế một nguồn thảo tin nói với bbc rằng Trước khi hôm mê sau vào chiều ngày 17 tháng 7, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành. Sau đó, Bộ Chính trị đã thống nhất. Theo nguồn tin này, Tổng Trọng tin tưởng giao quyền điều hành cho Chủ tịch nước Tô Lâm vì ông Tô Lâm đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò chống tham nhũng của mình. Ngoài ra, BBC đánh giá một động thái khác khiến giới quan sát càng tin chắc rằng Tổng Bí thư đang trong tình trạng nguy kịch, đó là việc ông được tặng Huân chương Sao vàng bởi theo thông lệ huân chương này thường là để thưởng cho những cá nhân đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc đã qua đời quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin thông tin về việc lo hậu sự cho Nguyễn Phú Trọng xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan do xung đột cá nhân liên quan đến việc vay tiền. Ngày 16 và 17 tháng 7, BBC đã cập nhật liên tục thông tin về vụ 6 người Việt chết ở Bangkok, cảnh sát lần tìm hung thủ vụ đầu độc. Theo đó, FBI vào cuộc điều tra vì có công dân Mỹ trong số 6 người chết ở Bangkok. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây là vụ đầu độc, có thể vụ việc liên quan tới chuyện vay tiền và đây là hình bản tin được cập nhật liên tục trên BBC. BBC cho biết vụ án mạng xảy ra tại khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm Bangkok. Đây là một khu vực mua sắm nhộn nhịp với các trung tâm thương mại lớn. Chính vì vậy, Thủ tướng Thái Lan đã trực tiếp tới hiện trường trong đêm ngày 16 tháng 7. Ông đã chỉ đạo lực lượng điều tra làm rõ, cũng như không để vụ việc ảnh hưởng tới du lịch Thái Lan. Sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo chính phủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. BBC dẫn thông tin từ cảnh sát qua thẩm vấn nhân chứng, người thân cho biết bà Cherin Chong đã nhờ bà Nguyễn Thị Phương Lan làm trung gian, thuyết phục bà Nguyễn Thị Phương và ông Phạm Thanh Hồng, một cặp vợ chồng có doanh nghiệp xây dựng cầu đường ở Việt Nam, cùng đầu tư xây dựng một bệnh viện ở Nhật Bản với khoản góp hàng chục triệu baht. Và đây là hình 6 người chết tại Bangkok, Thái Lan. Nhưng dự án không tiến triển nên nảy sinh tranh chấp bà Nguyễn Thị Phương Lan và ông Phạm Thanh Hồng liên tục đòi lại tiền. Họ dự định gặp nhau ở Nhật Bản nhưng có khó khăn về visa nên chuyển sang gặp ở Bangkok để giải quyết. Cảnh sát Thái Lan nhận định một người trong nhóm đã đầu độc cả nhóm và xác nhận rằng sự việc này là xung đột cá nhân giữa 6 người, không liên quan bất kỳ băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nào. BBC dẫn lời phó giáo sư Konkiat, khoa dược pháp y, đại học Chula -Long Ở cả 6 thi thể, đặc điểm chính được tìm thấy là dấu vết thiếu oxy. Bác sĩ pháp y nhận thấy dấu hiệu thiếu oxy. Môi của các nạn nhân đều chuyển qua thâm, nội tạng chuyển qua đỏ đậm, cho thấy đã phản ứng với cyanua. BBC cũng dẫn lời thiếu tướng Jay chỉ huy văn phòng pháp y cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, chúng tôi tìm thấy cyanua trong các tách trà, cả 6 ly đều tìm thấy. Một trong 6 người đã bỏ cyanua vào. Vẫn theo BBC, hơn 10 nhân chứng và người thân của người chết đã được thẩm vấn và đây là hình khách sạn Jan Hiat, Arawan, nơi xảy ra vụ án mạng. BBC cũng cho biết một số hình ảnh từ camera cho thấy các nạn nhân đến phòng 502 của bà Cherin vào lúc 14 giờ ngày 15 tháng 7. Sau đó thì án mạng xảy ra. Cảnh sát Thái Lan công bố hành tung của 6 người trước khi chết. Vào lúc 23 giờ đêm ngày 14 tháng 7, bà Nguyễn Thị Phương, bà Nguyễn Thị Phương Lan, ông Trần Đình Phú, ông Đặng Văn Hùng và ông Phạm Thanh Hồng tới nhận phòng ở khách sạn. Sau đó, mỗi người trả phòng riêng rẻ và chuyển xuống phòng 502 vào ngày 15 tháng 7. Lúc 11 giờ 42 phút, ông Đặng Văn Hùng gọi khách sạn phục vụ đồ ăn tại phòng. Sau đó, ông Trần Đình Phú gọi thêm đồ ăn, căn dặn đem tới lúc 14 giờ. Nhân viên phục vụ tới vào lúc 13 giờ 51 phút và rời đi lúc 13 giờ 57 phút. Lúc bấy giờ, nhân viên phục vụ chỉ gặp bà Cherin, người nhận đồ ăn. Nhân viên phục vụ đề nghị pha trà cho khách, nhưng bà Cherin từ chối lúc 14 giờ 3 phút, bà Nguyễn Thị Phương đến phòng 502. Sau đó, ông Đặng Văn Hùng và ông Phạm Thanh Hồng lần lượt vào phòng. Tới 14 giờ 17 phút, tất cả có mặt tại phòng 502. Từ đó không ai rời đi nữa. Nghĩa là sau khi phục vụ rời đi thì sự việc xảy ra. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Vụ 6 người Việt chết tại Thái Lan do xung đột cá nhân liên quan đến việc vay tiền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.